Xin kính chào quý vị. Hải Cương Minh vừa quẹo đường Thống Nhất ngày xưa, bây giờ là đường Lê Duẩn nè. Hướng về Vinh, về Thảo Cầm Viên cái gì. Bên phải là Dinh Thủ Tướng ngày xưa. Còn bên đây trái là trường Đại học Văn Khoa, bây giờ là Đại học Xã hội Nhân Văn. Nơi đây ngày xưa Trịnh Công Sơn với Khánh Ly hát thập niên 60 những bài ca phản chiến là ở đây nè quý vị. Rồi, phía trước quý vị sẽ thấy cổng Thảo Cầm Viên vẫn còn giữ cái cổng như hồi xưa. Về phải qua một chút xíu đó là nữ sinh Trưng Vương. Đó, Thảo Cầm Viên hôm rồi Hải có quay mấy con voi quý vị nhớ không? Rồi, đây là bảo tàng viện. Ngày xưa thời thuộc địa đó là viện Viễn Đông Bát Cổ, người Pháp lập để nghiên cứu về lịch sử Đông Dương này vậy. Đây là điểm tham quan cho du khách muốn tìm hiểu Sài Gòn xưa đó. Rồi, đây là đường Nguyễn Bính Khiêm. Con đường này không thay đổi gì. Bên phải là trường tiểu học Nguyễn Bính Khiêm. Rồi, đây quẹo phải là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày xưa nó là đường Hồng Thập Tự hướng về Thị Nghè đó vậy. Thẳng đường này là ra Đa Cao, ra cầu Phan Thanh Giản nè, quý vị nhớ không? Có mấy cái building này đẹp quá. Rồi, bên tay trái quý vị là đài phát thanh The Radio Station nè. Kiến trúc còn giữ y xưa vậy. Rồi, cắt ngang đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Ngày xưa nó là Phan Đình Phùng đó, quẹo trái là về bàn cờ ấy vậy. Về vườn chuối đó. Đây có mấy chiếc Mercedes đẹp á ha. Rồi, bên tay trái là đường Nguyễn Văn Thủ. Rồi, đây vòng xoay. Bên phải vậy là cầu Phan Thanh Giản. Bây giờ là cầu Điện Biên Phủ và đây đường Điện Biên Phủ đó vậy, đường Phan Thanh Giản thẳng đường này hoài là tới ngã bảy. Phường Đa Cao, quận 1. Rồi, quẹo đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Ngã tư trước là với đường Mai Thị Lụ. Rồi, đi cầu Bùi Hữu Nghĩa gì.
kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè nè. Bên phải bên kia là nhìn thấy Thị Nghè đó chị. Rồi, đây là đường hướng về chợ Bà Chiểu. Chỗ này là giống giống như chợ Tân Thành, chuyên sửa phụ tùng xe Honda, xe gắn máy. Như thấy trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa. Trời có lúc nắng lúc mưa, con gái lúc mưa lúc nắng. Chị nhớ bài hát à? Đừng nghe những gì con gái nói, con gái nói một là hai, con gái còn yêu là còn giận. Quý vị nhớ nghe bài của Phương Thảo Ngọc Lễ đó. Rồi, hát cho vui quý vị ha. Phía trước chị thấy nhà thờ mùa Noel thì sơn phết này rất là đẹp nè. À, nhà thờ Gia Định này quý vị. Wow, mình đã qua xứ Gia Định rồi nè. Ngày xưa Sài Gòn Gia Định Cầu Bông là ranh giới, bên đây là Sài Gòn, bên kia là Sài Gòn, đây là Gia Định rồi. Rồi bởi vậy đi chợ Bà Chiểu ha, bên tay trái đấy, vậy đi từ sau đi tên trước mà. Sung không vậy? Có cái tầng ở trên, tầng lửng ở trên đó. Đó, cắt ngang đây là đường Phan Đăng Lưu, ngày xưa là đường Chi Lăng này vậy. Định đi về Gò Vấp á, ở đây cổng trước của chợ Bà Chiểu nè. À, cạnh chợ Bà Chiểu là Lăng Ông nè quý vị, bên tay trái nè, nên tôi gọi là Lăng Ông Bà Chiểu đó. Tết là đi vô đó xin sâm hái lộc đầu năm á. Còn bên phải đây là trung tâm hành chính của Gia Định ngày xưa, bây giờ nó là ủy ban quận Bình Thạnh nè quý vị. Đây, xích lô Sài Gòn. Rồi, bên phải là đường Nơ Trăng Long. Đi về cầu Băng Ky đó. Rồi, bên phải đây là bệnh viện Gia Định. Sài Gòn nắng ấm rồi nè vậy, quay clip hình là nét rõ ha. À, nhất là mấy ngày Tết Sài Gòn sẽ đông đúc, náo nhiệt hơn. Và buôn bán, chở bông, chở mai. Hy vọng quý vị sẽ theo dõi để đỡ nhớ Sài Gòn, nhất là dịp Tết. Ai cũng tất bật cái gì.